Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh đi bình hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay đang gặp các bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Seiko Và đây là một chiếc phiên bản nhật nội địa với thiết kế đường mi màu vàng gold rất là đẹp và bắt mắt anh em nhé à, Trước này chúng ta thì có một sản phẩm của em nó là SARV004 Một chiếc hàng new full box và đang cực kỳ hiếm ở trên thị trường thời điểm tại à, Sở hữu bộ máy của nó là máy 4R36 Đây là một chiếc đồng hồ có thiết kế ổn, đeo dễ đeo và nhìn bên ngoài khá là khỏe khoắn nam tính rồi hiện tại sản phẩm này cũng có mức giá sale đang rất là tốt anh em nhé. À, em này thì hiện tại bên em đang bán mức giá chỉ là 4 triệu 500 000 đồng thôi. Một mức giá phải nói là cực kỳ dễ chịu cho một chiếc đồng hồ sử dụng máy 4R đến từ thương hiệu Seiko. À, trước khi đến cơm trước 100 video ngày hôm nay, sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi. Muốn đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh. Để khi bên em ra video đồng hồ mới, YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian này, anh em nữa. Chúng ta kỹ ơn với chiếc Seiko Reset trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Seiko Precept Nam Thực bác thì có mã sản phẩm của em nó là SARV004 và đây là một chiếc hàng phiên bản nhờ tờ địa cũng rất là hiếm ở trên thị trường. À, thiết kế mặt mà số màu trắng, kim màu cao số sẽ được mạ PD màu vàng gold, một màu sắc rất sáng đẹp và cực kỳ trẻ trung. À, phần viền bên ngoài này thì anh em sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ sở hữu phần viền được làm màu vàng gold đánh bóng. Đấy, thân vỏ và dây chúng ta sẽ làm từ chất độ thép không gỉ 36 lâu dây thép đúc và khóa bấm hai bên. Khóa bấm của em này sau đây các bác khóa bấm chống bung hai lớp, đáy sau ở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. À, cầm chiếc này trên tay thì về trọng lượng của em nó thì em này có thiết kế trọng lượng nó sẽ hơi nặng tay một chút đấy các nhá đấy cho nên là khi mà anh em đeo thì cảm giác thời điểm đầu chúng ta đeo thì cảm giác đồng hồ nó sẽ hơi nặng trên tay đấy tuy nhiên thì sau một thời gian mà anh em làm quen được với trọng lượng đồng hồ thì chúng ta thấy là đeo những chiếc đồng hồ kiểu thiết kế này rất là đẹp à, em này thì sẽ sở hữu phần màu sắc đẹp phối màu tốt hoàn thiện cực kỳ bắt mắt và thiết kế thì em cảm giác đánh giá thiết kế ổn ở cái mức giá khoảng bốn triệu rưỡi Thêm nữa thì mỗi bộ máy cơ 4R36 thực sự đây là một cái dòng sản phẩm mà có cái giá bán rất là hợp lý và xứng đáng với từng đồng mà anh em bỏ ra. Sai mặt cái em này cũng thuộc dạng đồng hồ sai mặt to với sai mặt là 40 12 mm và độ dài mặt số của em này nó rơi tầm khoảng 12. Đấy chính vì vậy khi mà để đeo, đeo để mới đeo đẹp được chiếc này thì anh em nên có chu vi cái tay khoảng tầm từ 16 cm trở lên là thấp nhất. Còn nếu mà đẹp nhất thì có lẽ sẽ nằm trong tay khoảng tầm từ 16,5 cho đến khoảng 18 cm. anh em sẽ đeo chiếc này sẽ rất là tuyệt vời. Về mã sản phẩm chiếc này của chúng ta có mã sản phẩm của em nó là SARV004 và giá bán lẻ tại thị trường nhật là 29.700 yên ở đây chúng ta sẽ có các thông tin cơ bản như là máy 4R36 sai số từ 35 đến 45 giờ một ngày 24 chân kính 21.600 tần số động 41 giờ thịt cốt máy japan sản xuất bởi lắp tại nhật và mã sản phẩm SARV004 ở bên dưới này chúng ta sẽ có chữ u ngược và gạch chân ở đây đây là biểu tượng của chức năng anti mactic chống từ ở đồng hồ đây, em này có khả năng chống từ rất là tốt anh em nhé À, mức giá bán ở chiếc đồng này thì chỉ là 4 triệu rưỡi thôi Một mức giá phải nói là cực kỳ dễ chịu cho chiếc SRV004 này 4 triệu rưỡi thì mà ra store thì các bác chắc chỉ có mua được những con máy gọi là cơ bản của nhà Seiko thôi Máy sử dụng máy 7S vậy thôi. thôi chứ còn chưa nghĩ đến vào máy 4R 4R mà tầm 4 triệu rưỡi này ngoài thì store thì không có đâu các bác nhá Hoặc là những con đồng hồ mà Oren ở cái mức cơ bản nhất thôi Chứ còn khó mà sánh được với những chiếc đồng hồ Seiko sử dụng máy 4R như này về mặt số của này thì đây là một chiếc đồng hồ sử mặt số đẹp thì theo nhân đánh giá về cái phối màu rất là ổn áp với mặt số màu trắng bộ kim và cọc số chúng ta sẽ được mạ pd màu vàng gold và anh em nhìn thấy được kim dolphin là kim giờ và kim phút kim giờ thanh mảnh trơn mượt mà thân kim chúng ta sẽ có dạng quang ở à, phần cọc số này thì anh em thấy nó sở sử dụng cọc số vạch góc 12 giờ là cọc vạch to nhất các số lại sẽ cọc vạch nhỏ hơn và anh phút sẽ vào ngoài cùng nổi cao hơn một chút thế này bên dưới chúng ta cũng có thêm cái vòng chưa đơn giản nữa À, uh, chiếc này thì dạ quang của em nó thì mình giá ở mức rất là ổn các bác nhá dạ quang của chiếc đồng hồ này kim cọc rất là đầy đủ luôn đấy cho nên là khi mà anh em xem giờ chỗ này cho điều kiện thuê ánh sáng thì khá là dễ dàng đây khi mà chiếu ánh đèn chúng ta có thể thấy là dạ quang nó lên khá rõ đẹp như này đấy và tháo ánh đèn ra thì anh em có thấy là kim mà cọc mà màu xanh rất là tuyệt vời mặt kính ngày này nay kính kính Haplex đây là chất liệu kính độc quyền của thương hiệu Seiko và đây thì nếu mà à, anh em sử dụng thì nó có khả năng chịu lực và đập và chống sốc tốt tuy nhiên chống xước thì nó chưa thể bằng được kính Sapphire. Đây, đấy cho nên là anh em lưu ý gì một chút cho mặt kính của đồng hồ chúng ta tránh để mặt kính và quẹt các bề mặt sắc cạnh có thể bị sức kính ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có một lịch kép bao gồm lịch thứ và lịch ngày góc 12 giờ chúng ta có logo Seiko phía góc 7 giờ dòng chữ Made in Japan một chiếc được sản xuất và ráp tại Nhật bên này chúng ta có mã máy và mã của phần case back dòng chữ Automatic ở góc 6 giờ đây là bộ máy cơ tự động tích cót. À, 4 36 thì sẽ đầy đủ chức năng anh em nhé từ lên có tự động lên có bằng tay dừng kim dây chỉnh giờ và khả năng chống sốc chống nhiệt và chống từ em ừ. nó cũng ở mức rất là tốt so với ở cái tầm phân khúc giá 4 triệu rưỡi này à, nhìn kính bên ngoài chúng ta sẽ có nhìn benzo được làm màu vàng gold đánh bóng nó tạo thành những cái mặt số nhìn khá là đẹp bắt mắt nếu mà anh em đeo đồng hồ trên cổ tay như này nó sáng sủa đẹp đấy nhá cả bên trên dưới chúng ta sẽ hoàn thiện phía trước cạnh bên cái chiếc đồng này thì nó vẫn được hoàn thiện với phay bóng thôi càng nó sẽ hơi dài và cong vào để sổ tay hơn đúng chỉnh cũng được mạ PDM và gold và cái phần đúm này chúng ta sẽ không có logo của Seiko à, cái phần núm sẽ giúp anh em chỉnh giờ lấy có tay và chỉnh lịch ngày của đồng hồ nhá của dây đi kèm của chúng ta thì sẽ là dây thép không gỉ đây là dây thép đúc năm mắt dây ba mắt đánh phơi sức màu thép và hai chi nhỏ làm phơi bóng màu vàng rất là đẹp khóa là một cái khóa trong bung hai lớp rất là chắc chắn đây mình đang đóng khóa này đóng khóa này hai lần đóng rất là chắc chắn và cái logo Seiko dập chìm đây mở cũng sẽ hai lần mở hơi tốn thao tác một chút nhưng mà bù lại thì khả năng đeo nó sẽ rất là chắc chắn không do bị uh, bung khóa theo tác động ngoại lực à, thiết kế mà số đẹp đúng không anh em tông màu đường mi vàng gold thì bao giờ nó cũng mang đến nét khá là lịch lãm sang trọng và đẳng cấp khi đeo trên tay à, chiếc này chúng ta thì sai mặt của em nó là 42 mm này độ dài mặt số của em này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 11,2 và lắc tour lắc của chiếc này Con này càng nó sẽ hơi dài một chút đấy các bác nhé Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 55 55,4 Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái càng nó sẽ hơi cao, hơi cao vào đeo rộng tay hơn à, Với thiết kế càng dài như thế này thì để mà đẹp thì anh em nên có chu vi của tay hợp lý Em nghĩ là khoảng tầm 16,5 là anh em mới có thể đeo đẹp được chiếc này Còn nếu mà tay dưới 16 thì tay của em là 15,8 thì các bác cần thấy khi mà em đeo lên tay thì cái càng nó sẽ dài hơn độ động của tay của em này độ dài thì không quá dài đeo khá là vừa trên tay đấy, nhưng mà anh em lưu ý chút là tay như này đeo cố gắng lắm rồi đấy tay 16 em nghĩ vẫn đang một hơi cố gắng nếu mà đeo đẹp thì tay khoảng 16,5 trở lên nhé các bác lưu ý một chút về chu vi của tay để đeo trước rồi này một chiếc phiên bản như tự địa cho nên anh em chỉ có thể mua thông qua thị trường hồ sách tay thôi anh em không thể mua chiếc đồ này à. qua store đâu nhé qua store thì sẽ không có mã này đấy anh em lưu ý một chút về đáy sau thì đây sẽ giữ đáy hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong thì trên chân băng này anh em sẽ có logo Seiko của máy 4R 36A 24 chân kính tần số động 21 600 thì có tầm 41 tiếng của máy nào được Seiko sản xuất và ráp tại Nhật logo Seiko và Seiko Tham Cóp ở bên ngoài chúng ta có logo của Seiko này mức chống nước này, này 13 tương đương 100m đây là một mức chống nước rất tốt của đồng hồ cơ thân bỏ làm chắc không gỉ mã máy mã phần Caseback Chúng chú là chân anti matic chống từ in Japan sản xuất và ráp tại Nhật với dòng máy 4R thì cái hoàn thiện vân thớ của em nó cũng khá là ổn nó thiết kế design thì không quá nổi bật nhưng mà cũng được à, máy đều được chức năng từ lên có tự động automatic nên có tay anh em để nó chỉnh ở bạn ngược kim hồ lên chúng ta sẽ có tay được chỉnh giờ để anh em cho mở cái núm ra hai nấc kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát xác từng giây đồng hồ nó có lịch thứ ngay anh em vạn góc 12 giờ nó không nhảy lịch thì đây giờ buổi chiều cho đem để là 5 giờ chiều chẳng hạn đóng lại kim dây chạy bình thường và chỉnh lịch ngày anh em ở núm năm nấc vạn xuôi theo chu kim đồng hồ ta chỉnh lịch thứ à, lịch ngày và ngược chỉ kim hồ anh em chỉnh lịch thứ nha lịch thứ có tiếng anh và tiếng nhật chúng ta cần dùng tiếng anh anh em sẽ để tiếng anh sau chỉnh giờ và lịch thứ ngày sau thì anh em đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh vỡ núm nước vào. mức sông nước của dòng sản phẩm này là mức sông nước rất tốt 100 m thì cá động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái lưu ý với anh em là không mang thường ta đi bơi tắm tắm mạnh hoặc tắm sông hơi nhá với mức giá bán là 4 triệu 500 đồng Nếu anh em thích chiếc này có thể đặt hàng với lại bên em thông qua số điện thoại để phía em hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video khi anh em gọi điện nó em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồng hồ này nhá cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của bên em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo